Thưa đại chúng, trong cuộc đời chúng ta hễ có sanh thì có diệt, có sanh thì có tử thôi. Mà Đức Phật dạy ba điều rõ ràng lắm, Ngài nhắc và sư nhắc lại nhiều lần. Thứ nhất là chắc chắn là phải chết, không ai không thoát được cái chết đấy đó. Thứ nhì, chết không biết lúc nào. Và thứ ba nữa là chết rồi chỉ mang theo cái nghiệp đi theo thôi. Cho nên hễ còn sanh tử luân hồi thì còn mang theo nghiệp. Mà muốn hết sanh tử luân hồi thì phải xả, phải buông đi. Đạo Phật chỉ có một chữ thôi. Ở trong Kinh Trung Bộ, Bà La Môn lại hỏi Đức Thế Tôn, Ngài nói nhiều quá con không thể hiểu được, Tam Tạng Kinh Điển quá nhiều, bao nhiêu ngày Ngài giảng quá nhiều, con không thể nào thực hành nổi, quá nhiều. Có khi nào quý vị cũng nghĩ như vậy không? Nên bạch Đức Thế Tôn, nhiều quá con không biết tu cái gì. Đấy, Bà La Môn đó là một bậc thiện trí lại hỏi Ngài, hỏi Đức Phật, nhiều quá con không thế nào tu nổi. Bây giờ xin Ngài tóm lại một ngắn ngắn thôi, để con có thể con tu được. Đức Phật nói như thế này, muốn tóm lại thì ta tóm lại cho dễ lắm. Chớ dính mắc bất cứ một cái gì. Đấy, có mấy chữ à? Chớ dính mắc bất cứ một cái gì. Mà nói tóm lại hơn nữa, có một chữ thôi, là buông. Mấy chữ kia nó còn dài phải không quý vị? Có một chữ duy nhất đó là buông. Thế thì thưa chư vị, buông cái gì đây? Bây giờ ta có vợ, có chồng, có nhà, có cửa, có tiền, có bạc, có con, rồi có nhân viên, có cha, có mẹ, tức là có trách nhiệm. Chứ không phải quyền lợi đâu, không phải có vợ là có quyền trên vợ đâu. Có trách nhiệm đấy, tới đây để trả nợ. Bà làm vợ mình á, bà giữ tiền hết phải không? Phải không? Rồi á, ông làm chồng mình á, thì ông quyết định mọi việc, mình đâu có dám quyết định. Mình muốn mua cái gì cũng phải hỏi, anh ơi mua cái này được không? Tức là ông quyết định cái gì? Mình giữ tiền nhưng mà ông quyết định. Đấy, thành thử trong cuộc đời nó chẳng có cái gì của mình hết. Chúng ta đến đây để trả nợ, chúng ta đến đây để chia tay, chúng ta đến để gặp. Tại cái hợp đồng á, kiếp trước nó còn chưa thanh lý kịp, cho nên kiếp này phải gặp để trả. Mà trả hết rồi thì tự động đi thôi. Sanh tử là đương nhiên. Thế thì Đạo Phật nói buông là buông cái gì? Không phải là tôi đang có nhà tôi bỏ nhà, không phải đang có vợ bỏ vợ, không phải vậy. Vẫn phải tròn trách nhiệm, có cha thì vẫn phải lo. Cha đau yếu thì vẫn phải lấy thuốc cho cha, chứ không có trở thành đã bất nghĩa, bất nhân. Cho nên á, cái buông ở đây là buông trong tâm á. Trong tâm chớ dính mắc một cái gì. Tại vì nó có cái gì của mình đâu. Cái bài pháp thứ nhì mà Đức Thế Tôn nói cho năm anh em Kiều Trình Như sau khi Ngài chứng đắc, đó là bài kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh thứ nhất là chuyển pháp luân, tức là nói về khổ, khổ tập diệt đạo. Nhưng nói về khổ mà năm vị thánh tăng chỉ có Ngài A Nhã Kiều Trình Như chứng quả Tứ Đà Hoàn thôi, còn bốn ông kia cũng chưa biết luôn, ngơ ngơ ngác ngác không biết Đức Thế Tôn nói gì. Cho nên cũng không lấy làm lạ. Chúng sanh nó mê lắm, nó nói không có khổ đâu sư ơi, sướng lắm, con có chồng, có vợ, có nhà, có cửa, sướng quá mà, có xe, có tiền nữa. Bây giờ quý vị sướng không? Bây giờ muốn đi đâu đâu có đi được phải không? Covid-19 ấy, cái con vi khuẩn bé tèo tèo mà nó không có cho mình đi. Rồi chính phủ nước này nước kia nói mạnh, ta đây là giàu, ta đây là mạnh hả? Covid-19 nó bé tèo tèo á,
mà nó nói thôi không có đi là không đi, đóng cửa là đóng cửa, đâu có dám cãi đó. Đâu phải ý mình là giỏi, là tài, là tiền nhiều hay là sức mạnh, quyền lực, không có. Nó kêu đóng là đóng à. Còn chúng ta, nó kêu đóng thì chúng ta làm gì? Đóng hòm á, chui vô hòm, chạy đâu khói. Mà Covid-19 này á, nó làm cho chúng ta thay đổi quan niệm sống. Từ xưa chúng ta bạc đãi nhau, coi thường nhau. Và bây giờ Covid-19 á, nó dặn chúng ta hãy đối xử tử tế với mọi người. Tại vì tới lúc bạn chết vì Covid-19, không ai dám lại gần và cũng không ai dám nhìn bạn hết á. Người ta đứng xa xa. À, còn mấy người chuyên môn đó, mà họ tới họ phải rải thuốc rồi họ mới dám lại gần, rồi họ bỏ trong cái túi ni lông á, họ vứt dưới đất á, chôn rồi xịt thuốc lên. Thế thảm lắm quý vị. Covid-19 nó thay đổi nhân sinh quan, làm cho chúng ta nhận rõ các pháp đều là vô thường, cho nên không có dính mắc. Mà Đức Phật đã dạy chớ dính mắc bất cứ một cái gì, chớ dính mắc bất cứ một cái gì. Dính mắc là dính mắc trong tâm á, trong cái tâm ta, ta ưa thích, nói rằng cái này của ta, xe của ta, nhà của ta, tiền của ta, chồng của ta, vợ của ta. Mà chết rồi thì cái thân này cũng không phải là của ta nữa. Chết rồi á, có nhiều bà dặn con á, mẹ chết rồi á, đem đi chôn, nó không có chôn, nó kiếm đất không được, nó thiêu. Bà nói đừng thiêu, tao sợ nóng lắm. Mấy bà già chết còn sợ nóng, tao sợ nóng lắm, đừng có thiêu. Đa số các cụ già đều nói vậy. Nhưng mà khi chết rồi á, con nó đem đi thiêu tại không có chỗ nữa, nó phải thiêu thôi. Đấy, và thiêu nó gọn. Có nhiều khi á, ở nước ngoài nó thiêu xong nó đem hài cốt về Việt Nam rồi để tưởng gì, để trong mấy cái chùa. Cho nên nó có nhiều cái chùa thấy hũ cốt đầy ra đó, mà làm như vậy á, rồi người chết đâu có đi đâu được, cứ dính cái hài cốt, nói tôi còn cái tro đó, rồi tôi phải ở trong chùa, rồi làm sao vãng sanh. Như vậy tức là chúng ta vô minh, sống cũng như chết, không thấy rằng năm uẩn là không thật. Trong bài kinh Vô Ngã Tướng, khi Đức Thế Tôn thuyết cái bài kinh này thì Ngài A Nhã Kiều Trình Như chứng A-la-hán, và bốn vị thánh giả đó chứng vào Tư Đà Hoàn, tức là bước vào dòng thánh. Thế thì thưa chư vị, cái bài kinh Vô Ngã Tướng nó tối quan trọng. Uẩn là uẩn thôi. Uẩn là gì? Thưa chư vị, uẩn là một nhóm. Một nhóm. Uẩn là một nhóm. Thí dụ như khi quý vị nói rằng sữa, quý vị rót một ly sữa ra, quý vị nói sữa, nó không phải là sữa, nó là một nhóm. Nó gồm có nước nè, có lipid nè, rồi có biết bao nhiêu cái chất protein này kia ở trong cái sữa đó. Tức là nó là một nhóm. Mà Đức Phật nói ở trong bài kinh Tứ Diệu Đế, khổ vì con người ta chấp thủ vào năm uẩn. Năm uẩn cho nên khổ. Thế năm uẩn đó là gì thưa chư vị? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà cái thức á là cái nhớ. Nó nhớ hết tất cả, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ tiếng âm thanh, nhớ cái vui, cái buồn, rồi nó nhét vào đấy, để rồi khi chết nó cứ thế, nó trôi mãi, nó còn cái đó thì nó còn trôi. Cho nên Đức Phật nói buông đi, buông cái thức á, đừng có nhớ nữa, đừng có thương ghét nữa. Lỡ thương buông, lỡ ghét buông, ai mắng chửi hờn giận buông, đừng có chấp nữa. Tại vì nếu ta còn chấp, ta còn tái sinh, bắn tắt vậy thôi. Nếu ta còn chấp thì ta còn tái sinh, tại vì tức tối mà, thì còn tái sinh. Mà thương á cũng muốn quay lại tìm,
mà sợ mất, mất cha, mất mẹ, mất vợ, mất chồng, quay lại kiếp nữa. Nhưng mà cái luật đó nó không phải là như mình tưởng đâu quý vị. Chúng ta cứ tưởng là kiếp này vợ vợ chồng chồng, kiếp sau vợ vợ chồng chồng, thương nhau quá kiếp sau gặp lại, không có đâu. Phật dạy rất rõ, Phật nói cái ái nhiễm á nó nguy hiểm, chúng ta sẽ gặp lại đấy. À, nhớ quá mà thì gặp lại, thương quá mà thì gặp lại. Nhưng mà gặp lại là cái gì? Phật dạy như thế này: kiếp này vợ vợ chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ con, nó đảo lộn lại chứ nó không phải là được vợ chồng đâu. Hôm trước sư nói cho quý vị nghe câu chuyện ngài Hòa Thượng Chí Công nói cái cô con gái bị đánh á. Kiếp trước á, cổ là ông chủ của cái nông trại, và cái ông chồng của cổ là cái con lừa, mà ông chủ nó cứ đánh con lừa hoài, cho nên kiếp này đầu thai con lừa đầu thai làm ông chồng, mà ông chủ đầu thai làm bà vợ, bị đánh để trả thù. Nếu chúng ta không buông được thì chúng ta cứ như vậy hoài, hết thương tới ghét, gặp nhau oan trái. Trong kinh Pháp Cú có câu chuyện hai người phụ nữ lấy một người chồng hận thù nhau, bà vợ lớn lấy chồng không có con cho nên mới đi lấy bà vợ nhỏ cho chồng, mà rủi may không biết bà vợ nhỏ bà đẻ, ông chồng thương cái bà vợ lớn mới hận thù. Và vì hận thù như vậy, thưa chư vị, 500 kiếp làm cầm thú để trả thù nhau. Hết người bà vợ nhỏ sinh ra làm con chuột thì bà vợ lớn sinh ra làm con mèo. Con mèo này nó đi kiếm đúng cái con chuột nó ăn cho nó hả giận. Cho tới 500 kiếp cứ làm cầm thú đủ lại. Tới khi gặp Đức Phật, Đức Phật mới nói: tại sao các ngươi ngu dữ vậy? Vì mà có người đàn ông á, thương nhớ giận hờn á, rồi 500 kiếp làm cầm thú chi vậy? Buông đi. Hai bà nghe cái thức ngộ, buông, xả, cho nên thoát ra khỏi kiếp cầm thú. Chúng ta không buông được. Tại sao vậy? Tại vì trong tâm chúng ta nó nói rằng cái đấy là của ta, có ta, tự ngã. Trong cái năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức cấu tạo nên cái con người này, ta nói rằng ta có thật. Trong bài Pháp Môn Căn Bản, Đức Thế Tôn nói: kẻ phàm phu nhận biết đất là đất, trong đất có tự ngã, và vì có tự ngã cho nên nói rằng có ta, và vì có ta cho nên dính mắc, nói rằng đất là của ta. Đất là gì thưa chư vị? Là cứng, là mềm. Ở trong cái thân chúng ta nè, xương thì nó cứng, thịt nó mềm. Nó xương thịt này của ta. À, sắc thì nó có hai loại. Sắc thì nó có hai loại. Một loại sắc ngoài, loại sắc nội. Sắc ngoài là những cái chúng ta thấy bên ngoài đó, cây cối, nhà cửa, đất đai, cha mẹ, vợ chồng, con cái, nhà cửa. Sắc ngoại là những cái ta thấy bên ngoài, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, chùa, thầy, bạn, tiền, xe, nó đâu có dính gì tới quý vị phải không? Có dính không? Có nhiều quý vị nói: chồng tôi dính, tôi dính cái gì? Covid nó tới cái là ông chạy mất tiêu chứ làm sao mà ông đứng đó mà dính. Mà khi mình chết mình cũng đâu có mang theo ông được, mà ông không mang theo mình được. Dính cái gì, không dính cái gì hết đó. Nó không có dính cái gì hết đó. Khi Covid nó đến, chia tay nhau, không có dính cái gì hết. Nhưng mà lúc nào á,
cũng vẫn nói rằng ta có đây. Mà vì chấp thủ rằng ta có đây, không biết rằng cái ta ấy chỉ là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Thế thì cái sắc nào mà tạo nên cái ta? Sắc ngoại hả quý vị? Cha mẹ vợ chồng anh chị em là sắc ngoại đó. Có phải sắc ngoại nó tạo nên cái ta không? Thưa không. Cái sắc nội ấy. Sắc nội tức là bản sao chép photocopy của những cái sắc ngoại nằm trong cái tâm chúng ta, nằm trong cái bộ não chúng ta. Thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nhìn, nhận biết. Rồi nói rằng ta là có thật. Ta nào có thật? Bây giờ quý vị thử xem xét kỹ đi. Trong 40 phép quán đó, Đức Phật dạy đó, cái thân này chỉ là cái bì thịt, trong đó đờm rải phân nước tiểu máu mủ, có cái thứ gì tốt đẹp. Trong bụng nó chưa đi ra toilet thôi, chứ ra toilet nó thúi hình nữa, nó nằm trong bụng đã thúi rồi. Còn trong cái đầu á, nghĩ vớ nghĩ vẩn cũng là thúi trong đầu. Những tư tưởng xấu xa, hờn giận thương ghét, ngã sở bỉ thử, hơn thua, đều là những thứ rác nằm trong đầu. Trong đầu đã có rác, trong bụng thì cũng phân đờm rãi phân nước tiểu, cái gì quý, cái gì hơn mà ta chấp thủ rằng những cái thứ ấy của ta. Cho nên ta buông được. Đạo Phật chỉ có một chữ buông thôi, buông đi. Tại vì nó không thật. Uẩn chỉ là uẩn thôi. Sắc thọ tưởng hành thức đều là uẩn, tức là một nhóm. Cái mà mình nhìn được bên ngoài, tôi nói rằng đây là tượng Phật. Làm sao tôi biết ta đó là tượng Phật? Mới đẻ anh sẽ biết. Từ từ có người dạy, bạn bè dạy, cha mẹ dạy, đi học, thầy giáo dạy. Nên đấy là tượng Phật. Tượng Phật là như thế đấy. Mặt như thế. Rồi khi thấy tượng Phật các con phải quỳ xuống lại. Tức là từ thế hệ này truyền xuống thế hệ kia. Mọi người đều làm như thế và ta đều làm như thế. Ta trở thành một con búp bê. Làm theo những cái gì người khác dạy. Thấy người ta làm gì mình chạy theo mình làm. Tức là mình là con búp bê. Không hơn không kém. Thấy người ta ăn. Nói cái nhà hàng đó ăn ngon lắm. Mình cũng chạy tới mình ăn. Như vậy tức là mình chạy theo cảm xúc. Toàn là cảm xúc. Tức là thọ. Rồi tưởng. Rồi hành. Rồi nhét vào trong cái thức. Nói rằng như thế nó là tốt. Và cứ như thế tái sinh. Tại vì những cảm xúc thích ăn như vậy, mỗi một ngày đều ăn và đều thích như vậy, thì tới khi chết nó nhớ cái ăn, cho nên nó đi không được, cho nên nó làm ngạ quỷ, nó phải chờ có người cúng và cúng đồ ngon á, cúng cái đồ nó ăn á, cúng cái đồ nó ưa thích ăn á, nó ngon á, hàng ngày nó ăn. Nó không quên được. Thế thì thưa chư vị, lúc sống á, chúng ta huân tu mắt, tai, mũi, lưỡi, nghe, ngửi, nếm, nhìn. Mà nếu ta không buông được, ta lập tức nó có tham sân ở trong đấy, thương ghét ở trong đấy. Mà hễ có thương ghét, tức là năng lượng tiếp tục dẫn tái sân. Tại vì những cái thứ năng lượng ấy đưa vào trong cái thức là khó chứa. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó, cái thức nó chứa hết. Những cái gì quý vị nghe, nhìn, ngửi, nếm ở bên ngoài, nó biến trở thành những cái nghe, nhìn, ngửi, nếm ở trong đầu, gọi là sắc nội. Sắc ngoại nó biến thành sắc nội. Thí dụ bây giờ có một người chửi mình một câu, nó chửi xong cái đi mất tiêu rồi. Nhưng mà giận nó tới 10 ngày mà hễ thấy mặt nó xa xa cái né đi, cái giận đó nó còn lưu trữ trong đầu á, tức là cái câu nói của người ta mình còn lưu trữ trong đầu. Và nếu ta không buông được
thì khi chết sẽ gặp nhau, chết rồi đầu thai gặp nhau nữa để trả cái ân oán đó. Đấy, cho nên á, cái sắc ngoại mà nó biến thành sắc nội, rồi từ sắc nội nó mới cái thọ tưởng hành, rồi nó mới thức, đưa vào trong cái thức. Vì có sắc nội cho nên ta phản ứng lại cái sắc nội ấy, cho nên ta thọ, thọ lạc thọ khổ. Thọ lạc thọ khổ không phải bên ngoài đâu, mà thọ lạc bên trong. Cha chết rồi 20 năm mà nấu cơm cúng cha nước mắt vẫn rơi. Tại sao vậy? Tại vì sắc nội, cái nhớ, nhớ cái ông cha, cái hình bóng người cha đó, hình bóng bốn chiều đó, cao ráo rồi thương giận buồn ghét vui chăm sóc rồi khuyên can rồi dạy dỗ đủ các thứ của cha, nó tạo thành bốn chiều, không gian bốn chiều của người cha, chứ không phải là ba chiều đâu. Ba chiều chỉ có cái thân thôi, còn tình cảm, còn thời gian, nó cả 10 chiều trong đấy. Và rồi nhớ tới cho nên nước mắt rơi. Ngày dỗ cha, nấu cơm, cúng cha, nước mắt rơi. Cha đâu còn mà nước mắt rơi. Cái ông cha trong đầu mình á, trong cái ký ức á, nó làm cho nước mắt mình rơi. Cho nên cái sắc nội á, nó quan trọng. Mà tu á là buông cái sắc nội đi, tẩy sạch đi. Tại vì hễ có sắc nội thì có thọ, có tưởng, có hành và có thức, nhét vào trong cái thức và tiếp tục tái sinh, vì còn năng lượng, còn củi, còn tái sinh. Cho nên pháp tu Đức Phật nói buông, buông là buông trong tâm á, chứ không phải buông bên ngoài. Cho nên đừng nói rằng cái này của ta, cái kia của ta, hãy tử tế với nhau nhưng đừng dính mắc. Hãy tử tế tối đa, tại vì ta chỉ sống có một kiếp này thôi, nhưng đừng có dính mắc, buông đi. Rác không à, có cái gì đâu mà vậy phải chứa chất để rồi sanh tử luân hồi. Cái sắc ngoại nó biến thành sắc nội, sắc nội nó trữ trong đầu á, và nó nhớ thương ghét buồn vui để rồi thọ, thọ lạc thọ khổ, và cứ như thế đưa vào trong cái thức. Và thưa chư vị, chính những cái ấy nó dẫn chúng ta tái sanh. Đấy, nó dẫn chúng ta tái sanh. Cho nên trong cuộc sống ta phải chánh niệm. Ta biết uẩn là uẩn thôi, thích ăn thì cứ đi ăn không sao hết á. Thí dụ như người ta nói ở nhà hàng ở 5 sao ăn ngon lắm thì cứ đi ăn, có tiền cứ đi ăn. Nhưng mà đừng có lăng xăng, tại vì lăng xăng thì luân hồi sinh tử. Ta đi ăn thì trong tâm ta chánh niệm liền, ăn cho biết, tức là không có lăng xăng. Mà vì không có lăng xăng cho nên ra đón xe, mà nếu xe nó không tới kịp cũng không có buồn, không có bồn chồn. Nó hẹn với mình 7 giờ ăn, mà bây giờ đó 7 giờ kém 5 mình chưa tới, cái tâm mình nó bồn chồn. Mà cái tâm buồn chồn là tâm lăng xăng. Cái tâm lăng xăng là tâm sanh tử luân hồi. Rồi lại còn nghĩ nữa, nếu mình tới chậm không biết còn ghế ngồi không, lại còn lăng xăng nữa. Đấy, cho nên đi cứ đi, làm cứ làm trong chánh niệm, biết rất rõ uẩn chỉ là uẩn thôi. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cái tâm nó định lại, nó không có lăng xăng. Mà không có lăng xăng thì không có sanh tử luân hồi. Còn lăng xăng, không có chánh niệm thì tiếp tục sanh tử luân hồi. Nó chỉ khác nhau có bao nhiêu thôi. Tôi vẫn đi ăn, có nhiều lúc người ta cúng dường, ta mời sư đi, sư cũng đi. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là vô thường, vô chủ, vô ngã và dẫn tới khổ đau. Các pháp vô thường đều dẫn tới khổ đau. Đức Thế Tôn đã hỏi, này các chư tỳ khưu, các pháp vô thường có dẫn tới hạnh phúc không? Các chư tỳ khưu nói, dạ thưa không, nó dẫn tới khổ đau.
Vậy nếu cái người nào cứ chấp vào vô thường, chấp cứng ngắc, thì người đó là sao? Chư tỳ khưu nói dạ thưa, người đấy là vô minh. Đã biết nó vô thường vô ngã không phải là của ta, mà ta chấp cứng ngắc để ta đau khổ, thì ta đúng là vô minh. Rất rõ ràng. Cho nên trong đời sống hàng ngày, hãy tử tế với nhau tối đa, và cố gắng buông, đừng có hờn giận. Tại vì có cái gì của ta đâu, cái thân này còn không phải của ta. Thân này đẹp lắm mà quý vị. Bị thịt đấy, thùng phân di động biết đi đấy, nó có khác gì đâu. Rồi khi Covid nó tới thì sao? Đấy, có giải đáp hết mà. Chẳng qua ta không có chánh niệm, ta chấp thủ cứng ngắc. Thân ta có thật, con ta có thật, nhà ta có thật, chồng ta có thật, vợ ta có thật. Mấy thứ đó thật cái gì, dính cái gì, cái thân này còn không dính mà. Mà Đức Phật đã dặn rồi, đừng chấp thủ bất cứ một cái gì, mà nói tóm lại là buông, buông đi. Mà mình không buông, buông trong tâm á, nhận biết rằng sắc không phải là của ta, sắc là vô thường, sắc là vô ngã, sắc là đau khổ. Các pháp vô thường đều dẫn tới đau khổ, mà ta không muốn đau khổ nữa thì ta buông. Đấy, Phật dạy công thức rất rõ ràng. Mắt nhìn tưởng rằng cái bông này của mình, cái xe này của mình à? Không có. Cái xe trong đầu á, nó mới là của mình. Tại vì mình thích cái xe trong đầu á, chứ còn xe bên ngoài á, ăn thua gì? Xe trong đầu á, ông chồng, ông chồng trong đầu á, nói rằng ông chồng của tôi, tức là ông ở trong đầu á. Tất cả đều là những cái bị thịt, thùng phân. Cái sắc nội á, nó đưa tới thọ, tưởng, hành, thức, và nó nằm trong cái thức. Mà Đức Phật đã nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là uẩn. Uẩn là không thật, uẩn là vô chủ, uẩn là vô thường. Nếu có phước á, nó còn đầu thai làm người. Còn nếu không phước thì nó làm chó, làm mèo, làm rắn, làm bò cạp. Rồi có nhiều người á, tâm địa độc ác, hờn giận, ghen ghét, ngã sở, bỉ thử. Nhất là chê bai chùa chiền, phỉ báng tăng. Những người đó, cái quả nặng lắm. Kiếp sau làm sung rốt. Đó. Quý vị đã nghe những câu chuyện chẳng hạn như ngày Jambuka đó, mắng cái ông sư kia, ông chỉ đáng ăn phân mà đầu thai ra ăn phân tối tối 12 giờ khuya chui xuống cầu tiêu múc ăn. Ăn nó rồi thôi. Còn ông sư trẻ mắng ông sư già, hai ông sư, ông trẻ tụng kinh hay, mắng ông sư già, nói ông tụng kinh giống như chó sủa, tại vì ông già rồi, ông tụng đâu có được. Ông trẻ mắng ông già, nói ông tụng kinh như chó sủa. Ông già ông cản, ông nói này này, chú sám hối đi chứ, tôi thương chú lắm, chú nói vậy chú bị đọa. Ông này, ông trẻ ông nghe ông biết, biết sai rồi, lập tức sám hối liền, quỳ xuống lại. Lạy chư đại đức tăng, con thành tâm sám hối, con đã lỡ con nói. Nhưng mà lỡ nói rồi sám hối cũng không kịp nữa. 500 kiếp làm chó sủa, tới kiếp cuối cùng làm chó trắng. Gặp ngài Xá Lợi Phất, ngài cứu, ngài độ cho, nó đầu thai làm người. Con chó trắng ăn vụng bị người ta chặt bốn chân luôn, vứt ra trong một cái hốc. Người ta ghét, người ta chặt bốn chân. Ngài Xá Lợi Phất đang thiền định, ngài thấy vậy, ngài lại, ngài cho ăn cơm, rồi ngài tụng cho, ngài giải thích cho, và cái con chó nó chết. Sau khi nó chết xong, đầu thai làm đứa bé, và 5-7 tuổi nó đi theo ngài Xá Lợi Phất làm sa di, vì ngài độ cho nó, nó được làm người trở lại. Và chú sa di 5-7 tuổi đi theo ngài Xá Lợi Phất chứng a la hán luôn. 7 tuổi chứng A-la-hán luôn. Tu rất ngắn. Tại vì sao? Tại vì 500 kiếp làm
làm chó sủa khổ quá rồi, phải thấy cái khổ. Trong tứ diệu đế Đức Phật nói phải thấy cái khổ trước, khổ tập diệt đạo, phải thấy cái khổ. Thấy khổ sanh ra làm người, thấy khổ sanh ra nóng lạnh, đói khát, thấy khổ sanh ra là sanh tử luân hồi, xương đã chất thành núi, máu và nước mắt đã đổ dưới bốn biển chứa không hết. Phải thấy như vậy, thấy khổ quá rồi, sợ quá rồi, tu mới nổi. Còn chưa thấy khổ thì không cách gì tu được hết á, tu chơi chơi thôi. Tu kiểu mà chơi chơi á, giống như là lấy phấn thoa trên mặt. Các phụ nữ á, thoa phấn trên mặt, thoa son trên mặt á, tưởng đẹp chứ nó có đẹp đâu. Mặt rỗ thì nó còn y nguyên mặt rỗ chứ làm sao mà thoa phấn mà nó hết mặt rỗ, phải không quý vị? Nhưng mà cứ tin rằng mình thoa phấn mình sẽ đẹp hơn. Tại vì cái niềm tin vô minh, không biết rõ, uẩn là uẩn thôi. Mặt rỗ là mặt rỗ, chứ làm sao mà mặt rỗ mà thoa phấn mà nó lại hết rỗ, phải không? Nhưng mà mình có cái niềm tin là nếu tôi thoa phấn vào tôi hết rỗ. Cũng như thế, tu tập mà không nhìn thấy bên trong, cứ chạy ra bên ngoài không à, y áo, nhà cửa, quần, tiền bạc, phương tiện, pháp, mà quên chạy vào bên trong coi lại cái tâm của mình, thì nó cũng giống như vậy thôi. Cái tâm có tham, có sân, có sanh, có diệt không? Mình có chánh niệm không? Đi có biết đi không? Ăn thì cứ ăn, nếu có người nào mời nhà hàng 5 sao cứ ăn. Nhưng mà nếu ra mà đón xe taxi không được đừng buồn, gọi điện thoại cho bạn đấy, thôi tao đón xe không được thôi nghỉ, không ăn, không buồn. Cái đó là buông đấy. Còn phải nôn náo chạy rồi là này kia vứt đi. Uẩn là uẩn thôi. Nhưng mà trong uẩn nó làm cho thọ, thọ lạc, thọ khổ, rồi tưởng, thích thú, hành đó, tâm nó khởi lên muốn. Thấy con gái đẹp là muốn, thấy tiền nhiều thì muốn, thấy có xe đẹp muốn, cái gì cũng muốn hết, thì đưa vào trong cái thức rồi tiếp tục tái sanh. Tại vì không bao giờ các bạn làm cho thỏa mãn cái muốn của các bạn hoàn toàn được hết, không bao giờ hoàn toàn làm thỏa mãn nó, còn phải thiếu. Mà còn thiếu thì còn ức chế, ức chế tâm, và ức chế tâm thì còn tái sanh. Cho nên tu tập phải buông. Được ok, không được cũng ok, ăn ngon cũng ok, ăn dở cũng ok, vui vẻ. Người ta chửi xin lỗi liền, xin lỗi, xin lỗi anh nha, xin lỗi anh nha, xin lỗi chị nha, không cần cãi. Nếu tôi không có làm gì hết, tại sao anh chửi tôi? Không, xin lỗi, tại vì mình người tu mình biết nó oan trái. Nó chửi mình là tại vì thứ nhất mình vô minh, thứ nhì mình đã tạo cái nghiệp từ tiền kiếp rồi, kiếp này nó chửi mình. Mà nếu mình còn cưỡng lại, tức là mình còn vay nữa, trả nữa, để kiếp sau nó chửi nữa, chi vậy? Xin lỗi là trả hết rồi, không? Mà nó cũng không hờn giận được mình, cắt đứt oan trái. Mà mình biết những người như vậy, từ nay trở đi mình buông, tức là né đi, đừng có đụng chạm tới nó. Mình tu dở mà nó cứ sân si á, thì mình tránh nó đi, để cho nó đi địa ngục đi. Chứ mình giờ mình làm gì được, không cứu nó được, có thương cũng không cứu được, thôi để cho nó đi địa ngục luôn đi. Nó đã sân, mình nhảy vô mình bị cháy thì sao? Không. Cho nên thôi, cái lỗ tai mình cũng không nên nhét những cái rác vào trong lỗ tai, mắt cũng không nên nhét những cái rác vào trong mắt. Uẩn là uẩn thôi. Cho nên cái sắc ngoài, tức là âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, lời nói mà nó nhét vào trong đầu á, nó trở thành sắc nội. Và chúng ta phản ứng với cái sắc nội, cho nên tạo nên cảm giác dục lạc, thương hoặc ghét. Và hai cái đó dẫn tới sanh tử luân hồi. Cho nên buông đi, đạo Phật là buông. Đơn giản lắm. Chớ chấp thủ vào một cái gì. Ăn biết ăn, đi biết đi, buồn biết buồn, vui biết vui, buông hết.
ai mắng chửi mình biết đấy, nhưng mà mình cười mình nói uẩn có gì đâu buồn. Sắc uẩn là âm thanh, mà sắc uẩn là vô thường, nay nó chửi mình mai nó lại khen mình. Chúng ta tu tập phải buông, tại vì năm uẩn là uẩn thôi, và uẩn đều là vô thường. Sắc uẩn là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, tưởng uẩn là vô thường, hành uẩn là vô thường, mà thức uẩn cũng là vô thường. Mà dính mắc tới những cái vô thường thì đều đau khổ, chẳng có cái gì của ta hết. Phải xả đi. Còn chấp thủ rằng cái này của ta, chồng của ta, vợ của ta, nhà của ta, con của ta thì còn đau khổ, còn tái sinh, còn gặp nhau nữa. Phật đã dạy 99.99% chúng sinh loài người sau khi chết sẽ đầu thai làm súc sanh để ngạ quỷ. Tại sao vậy? Tại vì không có tuệ giác. Nói rằng các pháp đều của ta, nó là có thật, cho nên tiếc nuối, tham đắm cảm giác dục lạc, tham đắm cái sắc nội á, chứ sắc ngoại đâu có thua gì, không có dính gì được với nhau hết đó. Vợ chồng ôm nhau ngủ cũng không có dính gì được với nhau hết đó. Cái sắc nội á, tức là cái cảm giác, cái cảm giác đó làm cho mình rung động, và chính những cái năng lượng rung động ấy dẫn tới tái sanh. Cho nên Đức Phật dạy ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, ngài dạy này các chư tỳ khưu, nếu các ông muốn giải thoát thì hãy làm như sau: nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác, đi vào rừng vắng, ngồi dưới gốc cây, lưng thẳng lên, mắt nhắm lại, thở ra thở vào như thế này thế này thế này, thân thọ tâm pháp quán chiếu. Trước hết phải có nhiệt tâm, tức là cương quyết đi trên con đường của Phật để giải thoát. Tinh cần tức là mỗi ngày mỗi tăng. Ngày hôm qua con ngồi nửa tiếng đồng hồ ngồi thiền, bữa nay con ngồi 40 phút. Đấy. Phải có giải thoát như vậy, phải tinh tấn mới được. Tinh tấn mới được. Không tinh tấn không được. Và thứ ba là phải tỉnh giác. Luôn luôn phải có chánh niệm tỉnh giác. Ăn biết ăn. Ông chồng ông mời mình á, ông nói thôi lâu ngày quá à, vợ chồng mình đi ăn, đừng có cưỡng, đừng có nói ờ em ăn no rồi, không cần thiết. Mình ăn no rồi mình biết, nhưng mà khi ông chồng mời vẫn đi. Tại sao vậy? Tại để cho cái tâm mình nó nhu nhuyến, cái tâm nó không có chống trái, chứ không phải nói ờ tôi ăn rồi thôi anh ơi đừng đi nhà hàng năm sao tốn lắm. Tất cả những cái đó là chống trái, tức là cái tâm so đo. Đấy, cái bí quyết của nó, bí mật của nó ở chỗ đó. Nếu quý vị còn nghĩ, còn so đo, lập tức có cái ngã. Ai so đo? Ai suy nghĩ? Ai chống trái? Năm uẩn đấy. Sắc thọ tưởng hành thức nó chống trái đấy. Mà như vậy là có cái ngã. Mà có cái ngã thì còn tái sanh. Cho nên dấu là mình no bụng rồi. Sư chỉ cho nè. Mình no bụng rồi mà ông xã ông đây. Ôi. Anh mới đi về à, thôi nay ngày sinh nhật của em, mời em đi ăn. Mình đã no bụng rồi nhưng mà vẫn cười không nói gì hết. Ờ à, thì đi đi. Buông. Đừng có chấp. Rồi mình tới mình ăn được là ăn, không ăn được thôi, không quan trọng. Nhưng mà đi mình biết mình đi. Đừng làm người khác buồn, hãy sống tử tế với nhau, tại vì chỉ có một kiếp thôi. Nhưng mà chớ dính mắt. Không phải tử tế với dính mắt là giống nhau, khác, khác xa lắm. Con mắt nó dính, cái lỗ tai nó dính, cái mũi nó dính. Đấy, dính mắt. Hãy buông đi mắt, đi tai, đi mũi, đi lưỡi, đi thân. Buông cái năm uẩn đi, nó không có thật. Đấy. Covid đến thì sao? Hôm qua anh nhắn, anh nhớ em. Hôm nay Covid đến bên thềm, gọi anh máy ngoài vòng phủ sóc. À, đơn giản vậy thôi. Anh nên nhớ em mà. Em đang bị Covid thì gọi anh thì máy nó kêu máy ngoài vòng phủ sóc.
tình đời nó vậy đấy. Mà nó là sự thật. Ta phải thấy như vậy để ta sống, để ta thanh lý hợp đồng, để ta đừng có quay trở lại cái cõi này nữa. Tại vì hễ còn sanh ra mà may mắn làm người thì nó vẫn sanh lão bệnh tử già chết, không thoát khỏi. Mà nếu nó không được đủ phước làm người thì nó sanh làm súc sanh, thì biết bao nhiêu kiếp nữa mới làm người. Mà làm người rồi cũng phải chết, mà chết không biết lúc nào, và chết rồi cũng chỉ mang theo cái nghiệp thôi. Ba điều Phật dạy ta phải hiểu, ta phải nhớ nằm lòng, thì ta mới tu nổi. Còn giận hờn thương ghét buồn vui thì còn thêm củi lửa cháy tiếp. Cho nên uẩn là uẩn thôi. Đấy, phải nhớ rất rõ như vậy. Tại sao có những vị tu rốt ráo ngay trong một kiếp người ta giải thoát? Cho nên nó nhiệt tâm, tức là có muốn tu hay không thôi. Chúng ta có muốn tu hay không thôi. Mà có muốn tu hay không thì nó nằm trong tứ như ý túc, tức là dục như ý túc. Phải có ý muốn tha thiết thoát ly sinh tử thì mới tu, mới buông nổi.